Như vậy là các bạn vừa được xem tôi cận cảnh tôi hái cây sung rừng, một trong những cây sung mà trái rất là sai, nó mọc tự nhiên. Các bạn thấy là tôi hái được khoảng chừng hơn khoảng chừng 1,5 kg sung rừng. Thì sau khi hái sạch, hái xong các bạn lặt cuốn, các bạn rửa sạch và lặt cuốn ra, rồi chúng ta bắt đầu chuẩn bị ngâm rượu. Thì việc ngâm rượu sung cũng hết sức đơn giản. Các bạn có thể ngâm bằng cách phơi khô hoặc là bằng bằng cách để tươi luôn cũng được. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng cách đơn giản nhất là bằng cách để tươi. Thì sau khi lặt cuốn sạch thì các bạn chuẩn bị cho tôi một cái bình bằng thủy tinh hoặc là bình bằng bằng sành. Ở đây tôi không có bình thủy tinh thì tôi ngâm cái bình bằng sành cũng được. Và các bạn tuyệt đối là không không dùng cái bình bằng nhựa, tại vì bình nhựa ngâm lâu thì nó ra cái chất ten, kết hợp rượu thì nó có thể gây ra cái chất ten từ nhựa thì nó có khả năng gây ung thư. Và cái nguyên liệu tiếp theo để ngâm rượu sung ngon thì các bạn phải phải có rượu ngon. Thì ở đây rượu là các bạn lựa những cái rượu nếp chừng khoảng chừng 40 độ trở lên, 45 độ càng tốt, rượu nếp gốc. Thì các bạn nên nhớ lựa những cái rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua những cái rượu cồn công nghiệp, nó không tốt cho sức khỏe. Thì sau khi các bạn lặt cuốn và rửa sạch hết rồi thì các bạn cứ bỏ sung vào hũ. Cái công đoạn này rất là đơn giản. Thì ở đây tôi có khoảng chừng 1,5 kg sung. Bạn thấy những cái sung chín rất là ngon. Các bạn biết sung là sung rừng là một trong những loại thảo dược mộc hoang mà nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sung nó rất giàu canxi và giàu kali, đặc biệt là nó tốt cho tim mạch cũng như cao huyết áp, cũng như bệnh tiểu đường. Đặc biệt là quả sung với chất chát của nó có khả năng trị cái viêm đại tràng hoặc là ngăn ngừa cái ung thư ruột rất là tốt. Sau khi các bạn bỏ xong rồi thì các bạn chỉ cần lấy rượu các bạn chế vô, thì ở dưới bột số lượng khoảng chừng 1 lít, 1,5 kg sung, thì các bạn có thể ngâm từ 1,5 lít đến 2 lít rượu nếp gốc. Thì đây cái chai này khoảng 1,5 lít. Thì đó các bạn có thể ngâm là khoảng chừng 1,5 lít đến 2 lít. Thì ở đây tôi chọn khoảng chừng 2 lít là nó khoảng đầy khoảng 2/3 bình. Thì sau đó các bạn nếu có nắp, các bạn có nắp thì các bạn dùng cái bịch ni lông các bạn đậy kín lại, cột kín lại. Sau đó các bạn để trong chỗ mát, nhớ đừng để chỗ nóng nó không ngon, để trong chỗ mát khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm là các bạn có thể dùng được. Thì cái liều dùng của cái rượu sung này cũng đơn giản, nghĩa là các bạn uống sau khi ăn, khoảng chừng mỗi bữa ăn thì bằng 1 ly rượu con rượu rượu nhỏ, thì ngày các bạn uống chừng 2 đến 3 lần. Thì rượu sung là các bạn như có biết nó rất là giàu dinh dưỡng và nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho sức khỏe tim mạch cũng như bệnh tiểu đường, và đặc biệt là nó rất tốt cho cái bệnh đại tràng, hoặc là những người bị để ngăn ngừa cái bệnh ung thư cái ruột kết cũng rất là hiệu quả. Như vậy là đến đây các bạn vừa được xem tôi hướng dẫn cách ngâm rượu sung rừng, một cái loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe. Đến đây thì tôi xin kết thúc cái clip hôm nay. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích, các bạn có thể đăng ký kênh cho tôi một like để động viên tinh thần người làm chương trình, nhằm có những cái clip mà hiệu quả hơn để phục vụ cho cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn.